Ngày 1 tháng 9, tại trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, công an quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận các phần quà từ các đơn vị hỗ trợ chống dịch Covid-19. Theo thượng tá Nguyễn Hữu Quang, phó trưởng công an quận Bình Tân, trong thời gian vừa qua, đơn vị luôn tập trung chăm lo về an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những gia đình gặp khó khăn trong đợt giãn cách xã hội. Thượng tá Quang chia sẻ, công an quận Bình Tân đã kêu gọi được các đơn vị, nhà hảo tâm giúp đỡ được gần 5 tấn gạo, vật phẩm, thiết bị y tế chống dịch. Đơn vị đã sàng lọc các khu nhà trọ, các tổ dân phố, những người dân bị nhiễm Covid-19 gặp khó khăn để triển khai các đội nghiệp vụ tăng cường cho công an phường tới tận nơi để hỗ trợ. Qua đó để người dân chung tay với chính quyền địa phương chống dịch. Ông Quang cũng cho biết vẫn tiếp tục kêu gọi và hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, các đơn vị cùng với công an quận Bình Tân chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Tại trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bình Tân cũng tiếp nhận 25 triệu đồng tiền ủng hộ từ Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an. Ngoài ra là các phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm từ các công ty cũng được gửi cho công an quận Bình Tân tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận, công an quận cũng phân chia, bàn giao cho công an các phường và trao tận tay người dân trên địa bàn. Theo bà Nguyễn Thùy Dung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Việt Thắng, thì trước đó đã chuẩn bị 5.000 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm để tặng cho người dân ở quận Bình Tân, quận 8, thành phố Thủ Đức và tỉnh Bình Dương. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.